Dạ, kênh Mai Vàng Duy Lê mến chào cô chú anh chị em mình ha. Thì tiếp tục hôm nay thì em cũng quay clip để chia sẻ tiếp cho cả nhà mình. Thì đối với những cái cây mà mai mà ghép đó cả nhà, thì hôm trước thì chia sẻ phân thuốc rất là nhiều cho cả nhà mình. Thì chăm sóc một cái cây mai mới ghép, nó sẽ từng giai đoạn nó như thế nào. Thì hôm nay thì tới giai đoạn là mình sẽ bấm tỉa đó cả nhà. Bấm tỉa và mình chỉnh sửa nối cốt như thế nào để cho cây mai mình nó không bị khựng những cái chột ghép nè, nó phát triển nhanh nè, và tới giai đoạn nào mình bấm tỉa ha, bấm tỉa mình thúc lại cho cái cành nó xương cá nhiều và nó mập cành. Thì đối với cây mai ghép mình trong giai đoạn mà từng giai đoạn, ví dụ như tháng mưa hoặc là tháng nắng, hoặc là mình ghép 1-2 tháng, thì khi già một cơi hoặc là đi cơi hai, thì những cái giai đoạn đó thì phân thuốc thì cũng chia sẻ cả nhà mình, xin hôm nay cũng chia sẻ lại ha. Thì mình chỉ tứ dưỡng rễ thôi nha cả nhà. Xịt thuốc thì định kỳ mình cũng xịt bình thường, xịt sâu, xịt bệnh ha, xịt Anvin, rồi tới khi già lá thì có thể mình sẽ xịt thêm Antacon để chăm sóc cái bộ lá cho nó xanh, nó tốt, nó không có bị bệnh nhiều. Và giai đoạn mà khi nó già cơi, chuẩn bị đi cơi hai, thì những cái cây mai mà mới ghép mình chuẩn bị đi cây hai, thì giai đoạn đó là cái lá nó già, và những cái cây nào sung khỏe bắt đầu mình sẽ bấm tỉa lại, và mình cắt bỏ những cái xương cành mà nó dư thừa. Ví dụ như cây tứ quý này nè cả nhà, tứ quý này thì ghép thì nay nó cũng già cơi rồi, sau khi mình chỉnh sửa nè cả nhà, sau khi mình chỉnh sửa những cái cốt ra rồi, thì những cái xương cá ở trong, những cái chột dư thừa nè, em bấm rất là nhiều, cả nhà thấy nè, bấm 1, 2, 3, bấm bỏ ha, bấm bỏ những cái nhánh thừa, những xương cá mà nó dư thừa thì mình sẽ bấm bỏ để mình nuôi cái cốt chính của nó ra cho nó phát triển mạnh. Nếu mà cả nhà mình không có bấm bỏ những cái cốt ở trong đây, khi mình sửa ha, mình sửa những nhánh chính ra, những cái nhánh phụ này thì nó đi trượt rất là nhanh, nó phát triển mạnh hơn so với những cái nhánh mà mình chỉnh sửa, thì thường thường nó sẽ bị chậm phát triển, bị khựng lại ha. Nên mình sẽ cắt bỏ, cắt tỉa bỏ ở trong để mình đưa ra những cái xương cành. Những cái cây mà nó thiếu tàn thì có thể mình sẽ chừa những cái xương cá nhiều để mình lắp thêm. Còn những cái cây nào mà nó đủ cái xương cành, nó đủ cái cành nhánh ra, tứ diện nó đều nhau rồi, thì anh em mình sẽ cắt bỏ những cái xương cá rất là nhiều. Nhà thấy nè, trong đây em cũng bỏ rất là nhiều ha. Thì mỗi cốt thì nó có một cái chi, một cái nhánh. Thì vậy mình sẽ chỉnh ra, và mình chỉnh làm sao thì cho nó thứ nhất là cái mặt tiền nó không có chọi cái đường thân, và thứ hai nữa là mình sẽ tạc ha, tạc cái gốc, ví dụ như cái nhà mình đánh nè, đánh cái cành nhào ha, đánh cái cành nhào thì mình sẽ đánh về một phía, một phía, ví dụ muốn đánh về phía này thì mình sẽ lắc phải qua hoặc là lắc trái lại, tùy theo anh em cái giọng dòng phải hay dòng trái thôi. Mình đánh làm sao cho nó đừng có rối cành, nó dạt về một bên thì cái duyên hay không là nhìn cái mình nhìn nó không có bị rối cành, và cái cành nó lắc nhịp đều thì mình thấy cái cây nó có duyên thôi cả nhà, tùy theo sở thích thôi. Nhưng mà đa phần thì mình sẽ nhìn nhận mình lắc cái bên nào cho nó một bên về một phía là mình nhìn thấy nó thoáng cái đường thân. Còn anh em mình cứ rủ tứ diện đều nhưng mà mình quên cái đường thân, cái mặt tiền đi, thì mình sẽ lắp bỏ, lắp đi mặt tiền thì mình nhìn thấy không có thoáng ha, cũng chừa là mặt tiền nhẹ thôi, chứ không cần thiết là mình phải chỉnh ra mặt tiền lớn, hoặc là nó mình làm cho nó kín đi, làm cho mất đi cái đường thân của cái mặt tiền thì nó cũng không có nét đẹp nha cả nhà. Thì những cái cây mà hôm trước đây thì em ghép, nay nó già cơi hết rồi, sau khi mình chỉnh sửa đó cả nhà, như cái cây tai cành lược sĩ nữa cả nhà, nay nó già cơi thì em mới bấm lại nè, mới bấm lại những cái nhánh này, bấm lại để cho nó ra xương cá mạnh nè cả nhà. Này dây nó cũng gần khuyết rồi, cả nhà thấy nó gần khuyết rồi nè, mình sẽ tháo và mình đỡ lại ha. Còn cái nhánh này thì em sẽ gạt ha,
tiếp tục mình nhịp thả ra để mình nhịp, mình không cắt, mình cắt những cái nhánh ở trên này để cho nó kín tàn và nó kìm hãm lại ha, nó kìm hãm lại, nó nuôi những cái nhánh chính. Đây, nhánh này thì mình cũng đang thả nó nè cả nhà, đang thả nó ha, để mình nuôi tiếp tục để cho nó đánh cái cành lạ ha, cho nó bay ra, bay ra. Cái này chơi là dạng như cây quái nha cả nhà, cây quái ha, quá thì sung. Mình thấy cái mặt cắt này, cắt đục này nó miếm nè, miếm rất là mạnh ha. Chăm sóc vào cái thời điểm tháng cuối tháng 6 này cả nhà, tháng 6 này thì mình cũng mới vừa đi một cử 37 rồi đó cả nhà. Thì do cũng tùy theo anh em, và nếu anh em mình có làm theo cách của em thì hôm nay nếu cây anh em mà phơm tàn nó đã đủ rồi thì mình có thể đi 37 ha, và số 17 thì cái lượng phân thùng thì bắt đầu mình sẽ giãn ra. Cả nhà mình giãn ra thì mình tưới ví dụ như cử tưới cử nhỉ, hoặc là hai cử tưới, hai cử ngưng một cử tưới nha cả nhà. Đó là để ví dụ như muốn cái cây mình cho nó cứng xương, và mình cái dàn xương lớn và cái nút nụ nó nụ kim á, nó lực nó mạnh, thì cả nhà mình sử dụng 37 ha. Nhiều anh em thì tưới vẫn còn tưới 20-10-10, thì muốn thúc cho cái cành nó ra thêm đặc nữa thì anh em mình tưới 20-10-10 khoảng đầu tháng 7 hoặc là giữa tháng 7 anh em mình tưới 37 cũng còn kịp hết cả nha, cũng còn kịp. Thì riêng vườn em thì em đã tưới 37 một cử rồi, thì tùy theo mức độ anh em mình muốn nó tàn nó lớn nữa thì anh em mình tiếp tục mình tưới 20-10-10 để cho nó đi trượt, hoặc là 30-10-10, nhưng mà 30-10 mình tưới sen 20-10 cũng được đó cả nhà. Những tưới muốn cho tôi nó đi trượt nhiều nữa thì mình tưới 30-10 cử, rồi bắt đầu giật lại mình tưới cử sau là 20-10-10 ha. Mình tưới nhiều đạm quá thì trong thời điểm mưa này đó nha, thì cái lá nó khi mà hát nắng lên cái lá nó cũng dễ bị sụ ha, dễ bị sụ lá ha, do cái lượng đạm nó nhiều quá. Thì mình tưới cái phân thùng cũng có là cái lượng đạm khá là cao, nên mình sẽ chia ra mình tưới để cho nó hạn chế cái lượng đạm cao. Thì 37 mức độ nó phân nó cân bằng cả nha, 35 cả nhà tưới cũng được, 36 cũng được, nhưng mình tưới cái loại nào quen thì mình thấy thích hợp thì mình sẽ tưới tiếp. Như em tưới năm rồi thì tưới 37, thì năm nay em tiếp tục tưới 37 nha cả nhà, tưới 37 để cho cái dàn xương nó cứng. Cả nhà thấy thì cây này siêu bông nè, siêu bông Sài Gòn, siêu bông Sài Gòn ha. Em cũng này lá nó xanh dày, em bấm lại nữa nha, bấm lại cho nó đặc tàn ha. Cây tứ quý nè, cây này lớn nha, bảy mấy hoành nha, nha. Cốt nha. Cốt ghép bữa này cũng tại cái rồi nha, hôm nay nữa là hai mùa hơn này. Mưa gió nhiều thì mình canh tiếp tục mình vẫn tưới phân đúng cử nha cả nhà, đừng để phân thuốc mà nó trễ ha, nó trễ thì cây mai của mình là nó sẽ dễ tạo nụ, và thứ hai nữa nếu mình không xịt thuốc kịp thời thì bệnh rất là nhanh, đặc biệt là tháng này là mưa dầm nè cả nhà, bệnh rỉ sắt ha, rỉ sắt rồi bọ trĩ nhện đỏ nó ăn nó làm nha, cho nó quéo những cái tược non của mình, nó không có phát triển được. Do vậy thì anh em mình tiếp tục mình sẽ xịt ha, xịt thuốc canh thì ráo mình xịt, lỡ có ví dụ nửa tiếng sau mưa cũng được nữa cả nhà, nhưng đừng để là mình bỏ lâu quá thì khi mà nó bệnh lá rồi cả nhà mình xịt nó sẽ bị hư cái một cây tược luôn ha. Mà khi mà nó hư bọ trĩ nó ăn rồi nó sẽ bị ngẵn luôn cả nhà, ngẵn rất là lâu, nhiều khi 2 tháng sau nó mới đi tược nữa, lúc đó thì nó sẽ không đi đồng đều. Do vậy thì anh em mình cố gắng ha, cố gắng xịt làm sao đừng có để nó bệnh những cái cây tược này. Thời điểm mà cây nó đang phát triển mà
tượng nó năm điều như vậy mà nó ngẵn thì nó sẽ làm nụ sớm và cái tàn mình nó không có được đẹp. Ít nhất thì mình cũng lấy được một cơi tược nữa cả nha. Có thể là mình lấy cơi tháng tháng 7 nè. Tháng 7 tháng 8 thì một hai cơi mình lấy một cơi rưỡi ha, tại vì mình bấm lại thì nó tính nó một một cơi rưỡi thôi chứ không tới hai cơi. Đó, như vậy mình sẽ giữ làm sao để cho hai cơi này, một cơi rưỡi này, cái tàn mình, cái lá mình nó thật là đẹp. Qua tháng 10, tháng 11 thì những cái cơi đó mình sẽ bấm bỏ cũng được nữa cả nhà. Không lấy, thường thì em sẽ không lấy cái cơi tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tại vì qua tháng 9 thì cơi tháng 8 nó qua tháng 9 dài qua đi. Thì trong cái tháng 9 đó thì nó đã già rồi. Thì mà tháng 9 nó cứ đi lọt chọt cái chân nữa thì tháng 10, tháng giữa tháng 10 mình cũng bấm bỏ những cái cơi cuối cùng đó. Để cho cái nút nụ nó ra tới ngoài luôn. Còn nhiều anh em mình thả cái cơi tháng 9, lấy cái cơi tháng 9 thì trong khi đó cơi tháng 9 á, là thường là những cái nụ nó sẽ bị cứng, nó không có lớn no hoặc là nó không có rám ha. Ví dụ cây tháng 9 mà nó đâm chèo như vậy mình sẽ bấm bỏ như vậy, nó tạo nụ luôn ra tới ngoài. Hàng năm năm rồi thì em cũng sử dụng và xử lý như vậy, thì anh em mình có xem những cái clip hồi năm rồi tại sao cái dàn nụ của em được ra tới ngoài ha, nó ra tới cái chót ngoài luôn, nụ nó lại mập to, nhiều cái búp nụ ở ngoài này nè cả nhà. Nhiều nó nụ ngoài này khi nó 10 bông 11 bông luôn, nó rất là nhiều. Thì mình nuôi nó đủ lực để nó nuôi những cái nụ ra tới ngoài, thì sau khi mình lại lá cái nụ này nó sẽ bung ra những cái búp ha, 10 búp 8 9 búp bung chùm rất là đẹp. Do mình xử lý cái giai đoạn là mình làm nụ trong tháng 10 thì mình sẽ bấm lại bỏ, không lấy cái cơi tháng 9 ha. Do cơi tháng 9 thường là cái nụ nó sẽ non đi và cái nụ nó không được mùi ha, mùi. Với lại khi mình lãi lá ra đó cả nhà, mình lãi lá ra thì thường là những cái nụ đó nó sẽ bị nín lại, nó không có có bung vỏ trấu ha. Tại vì những cái nụ mùi thì nó sẽ nút nụ ở trong nó mùi thì nó sẽ bung rất là nhanh. Còn những cái nụ mà nó còn xanh cứng quá, vỏ trấu nó còn nhiều đó nha, thì nó sẽ không có bung ha. Nhiều khi nó không bung hoặc nó bung chậm trễ, nó không có đồng loạt. Nên anh em mình muốn cái cây mình nó bung đồng loạt, bung đều khoảng 70-80% thì mình sẽ nuôi cái nút nụ từ trong ra ngoài. Nó mùi ở trong ví dụ như 10, ở ngoài nó cũng phải 7-8 nha cả nhà, thì nó sẽ bung đều. Ví dụ ở trong nó bung trước 2-3 ngày thì ở sau này 3 ngày sau thì những cái nụ ngoài này nó tiếp tục nó bung nữa, bung vỏ trấu nữa, thì cái cây mai của mình nhìn thấy nó mới mới đều nụ. Còn nếu mà không bung đều thì cái nụ nó sẽ rất là dở ha, nó không có đồng loạt. Mình nhìn thấy chỗ thì nó bung nhiều, chỗ bung ít, nó không có đồng đều. Do vậy thì mình sẽ xử lý nụ thì trong thời điểm bắt đầu từ bây giờ cho tới tháng 9, tháng 10 thì mình phải xử lý làm sao. Nụ thứ nhất là mình nuôi cái dàn tàn vào tháng 7, tháng 8 này, nuôi tàn nó đẹp. Thì qua tháng 9, thời điểm mà bắt đầu mình ngưng, giãn phân, ngưng phân, thì cái những cái chót ở ngoài nụ nó sẽ bắt đầu nó lớn. Có đi chăng nữa nó lọt chọt thì những cái tược sau tháng 9 đó thì qua tháng 10 mình cũng sẽ bấm bỏ nha cả nhà, để cho cái nút nụ mình nó thật là đẹp. Thì tới giai đoạn đó thì em tiếp tục chia sẻ cho anh em mình, để anh em mình theo dõi, tiếp tục theo dõi để có thể mình sẽ rút ra một số kinh nghiệm cho cây mai của mình chờ Tết nó sẽ ok hơn hết cả nhà. Cây này mới chỉnh sửa nữa nha, cây này ghép bình lợi nè, nay cũng được 6 tháng, năm nay được mùa đó cả nhà. Chỉnh ra cái phơm tàn cũng khá là đẹp đó nha. Chiều cao hiện tại bây giờ nó tầm khoảng 1m4, 1m5 ha, tán ngang cũng khoảng 1m3. Cây này được cái dàn khúc cành nó cũng có sữa nhẹ nha cả nhà, đặc ha. Cái cốt này nó bằng ngón tay tỏ nè, cốt ghép này cũng lớn nha, nhưng mà được bóp ngọn nha, bóp ngọn rất là đẹp ha. Cây này thay chậu bắt đầu bắt phân mới nữa nha, bắt được phân mới nó đi tược suốt luôn, nó không có ngẵn nè.
chiều dài cũng khoảng 2 mét mấy đây nha, chiều dài cành bay nè. Quái ha, cây này quái cây nha cả nhà. Cái này là không phải thẹo dứt gì nữa nha, cái gân guốc ha, gân guốc của cái rễ ra nè. Quái cây nên thích cái bài cái này quá trời đẹp luôn đó nha, nhìn thể lực ha, làm như con gì nó đang chồm tới đó nha. Cái này mình ghép phu tân, này mưa gió cây nó đi được rồi cả nhà thấy nè, thì rất là mạnh cây luôn ha. Cây này mình mới chỉnh sửa hôm trước có quay clip này, này nó lại phun tược ra đều hết luôn nha, ra đều ha, những cột rất là đẹp lắm. Dạ rồi thì cũng chia sẻ tiếp tục cho cả nhà mình cách để chăm sóc cái cây mai ghép trong thời điểm mà tháng mưa, và những cái cây mới ghép và những cái cây mà mình chơi bông Tết này thì anh em mình sẽ chọn lựa để mình tưới phân xịt thuốc cho nó đều đặn nha cả nhà, không để cho cây mai mình nó ngẵn trong thời điểm mà nó đang đi được điều như vậy, sung khỏe như vậy để giúp cho Tết mà làm cho cây mai của mình nó sẽ đặt tàn lên nha, nó đặt tàn và nụ nó nhiều, nụ nó đẹp thì Tết nó sẽ cho bông rất là nhiều. Thế rồi thì một lần nữa chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình ha, đã xem và ủng hộ trong thời gian qua. Rồi em cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những cái video tiếp theo nha cả nhà. Em xin mến chào và hẹn gặp lại nha.